Vâng, hiện tại là 5 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2018. Hiện tại chúng tôi đang lắp đặt và bàn giao cho nhà anh chị Duyên Vũ. Duyên Vũ? Vâng, tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Hôm nay thì vợ chồng anh chị đi vắng nên là đi công tác, không ở nhà được nên là đã nhờ em trai là ra nhận hàng giúp. Nên đêm nay tôi có quay video clip lại để làm kỷ niệm cho gia đình anh chị Duyên Vũ tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ở đây anh chị có mua của chúng tôi là đặt hàng một bộ tân thủy hoàng gỗ hương đá cột 12 và một chiếc đồng hồ cổ tiên. Hiện tại chúng tôi đang lắp đặt, hoàn thiện lắp đặt những khâu cuối cùng cho gia đình anh chị đây. Tôi sẽ quay gần chi tiết và bắn lại à? Đấy, con nhà chị thì mấy tuổi rồi? À. Mọi người ai có nhu cầu mà muốn sở hữu những sản phẩm như này thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 806, hoặc có thể truy cập website đồgotung8.com. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể xem những video mới nhất của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.